Ai là chưa bao giờ thấy mọi người làm cast iron như thế này, xong rồi làm cái bột soft white ở dưới đúng không, rồi xong buổi tối nó sáng lên, nó sẽ sáng cái bát iron lên. Ai là chưa bao giờ thấy nha, ai là chưa thấy ai làm hết. Nhưng mà đây cũng là một cái idea này, ai là suy nghĩ có thể đây cũng là một cái rất là hay, giúp cho buổi tối cái mắt cái neo nó sáng lên, nó lòi cast iron ra thử có đẹp không đó. Rồi bây giờ nữa thì ai là sẽ lắp thử cái bột cho mọi người xem nha. Đó, cho khi tên xấu. Ok, ok cô Loan, ok cô Loan. Rồi đó, tại vì ai lại cũng rất là hâm mộ những bạn ở Việt Nam, tại vì sao rất là giỏi, và thứ hai nữa thì đây cũng là một cái mà mình có thể giao lưu hơn khi mình trở về đất nước của mình á. Thì hiện tại bây giờ cái nail của mình rất là phát triển, không phải riêng ở Việt Nam không, thì trên cả nước, ví dụ nước châu Âu, nước Pháp, ở bên Thụy Điển rồi Đức, rất là nhiều nước, và cái nail của mình cộng đồng Việt Nam mình bây giờ rất là mạnh đó. Về cái nail thì đó là có một cái rất là hay mà mình thấy. Và sang năm nữa thì Alex sẽ chuẩn bị qua Đức, qua Pháp, tại vì lịch trình năm nay là đã book tour rồi, rồi qua Canada nữa. Canada là một trong những nước mà request rất là nhiều đó. Thì Alex cũng hy vọng là sẽ gặp mọi người, cả công ty Justin sẽ gặp mọi người ha. Rồi mọi người thấy không, đây là cái màu shop của anh vừa xong đó. Đó, vừa xong rồi, các bạn đợi Alex xí nha, để Alex test thử cái bột này có phải là một cái bột dẻo quang không. Trước khi mình làm cái ngón tay nha, các bạn thấy không, cái bột rất là dẻo, đắp rất là tròn ha, tròn ơi là tròn, các bạn thấy không, rất là dễ thương ha. Rồi lấy ra giùm em coi. Rồi đây các bạn thấy không, bột đẹp không, trời ơi, Alex nghĩ mà bỏ khách ai lên đây mà buổi túi. Các bạn thấy cái bột bên của công ty Chasnel nó rất là sáng ha, nó rất là sáng, sáng ơi là sáng, các bạn thấy không, mình sáng đến nỗi mà mình có thể cảm nhận được là nó sáng nguyên cái cỏ của mình luôn này, các bạn thấy không, rất là đẹp. À, thì theo cái idea, theo các bạn nghĩ nếu mà Alex làm cast iron sơn màu đen lên xong rồi mình bỏ lên, các bạn nghĩ nó đẹp không, theo các bạn nghĩ sao? Có thể rất là đẹp rồi, để Alex coi đây. Alex cho mình cái nail thử đây ha, đây cái nail này ha. À, đây là cho các bạn coi cái bộ nail Alex mới làm ra này. À, mấy hôm nay có nhiều bạn cứ gọi mình cứ hỏi là làm sao. Rồi đây nha, các bạn thấy không, bỏ cái hình cho em coi. Ok cô, rồi bây giờ tiếp tục nữa là Alex sẽ đắp thử thêm ngón nữa nha, mình sẽ làm thử vài ngón cho mọi người xem thôi. À, đây là ví dụ như màu bột clear nha, mà thay vì lại đắp màu trắng, để lại đắp thử hai cục coi. Các bạn thấy cái sóc quay nó dẻo, các bạn thấy sóc quay dẻo không, rất là dẻo, dẻo ơi là dẻo hơn. Cái bột pigment này rất là sáng nha, tại lại mua cái loại này loại good nên nó rất là sáng. À, là thịt thích siêu tầm những cái đồ good không à. À, những cái đồ nào mà ví dụ như không good lại thì sẽ return lại, hay là Alex sẽ cho mọi người đổi lại nha. Đó, các bạn nhớ cái bột dạ quang là khi mình vô bóng tối, hay là không phải, có nghĩa là khi nó gặp ánh đèn nó sẽ sạc, nó sẽ sạc cái LED vào, rồi sau đó mình vô bóng tối nó sẽ sáng nha, các bạn phải nhớ. Rồi đó, rồi cái tiếp thứ hai nữa là biết để mình thêm một thử cái màu thử coi, mình thử cái làm cách A lên thì cái màu này với ông đây thì có đẹp không, cái mình thử thôi nha. Wow đẹp quá, rồi cứ cho nó chảy sao hết nha. Đã lịch lấy hơi bị nhiều nước. À, đẹp quá trời đẹp ha. Rồi cái màu shop white dạ quang này là các bạn làm ombre được thôi nha, rất là đẹp. À, nói chuyện tập với bị ca lâm luôn rồi. Rồi tại vì mỗi lần mình like mình vừa giải thích mình vừa này kia thì trong cái quá trình thì nó hơi bị xâm thâm, thì mình bị ca lâm một xí nha. Bột màu hồng làm ombre rất đẹp, tự nhiên thanh kiều nhi trần nha, thanh kiều nhi trần. Rồi bây giờ tiếp tục nữa thì Alex sẽ đắp thử màu đen lên nha. Đó thì thường thường á, mà các bạn muốn làm cast iron mà nhanh á, ví dụ như cái thời tiết nóng quá thì mình sẽ bỏ lên. Thường thường cái màu đen là một cái màu rất là khó làm, tại vì sao, mình đắp á, nó rất là dơ đó, nên các bạn phải nhớ làm sao để khi mình làm cho nó không bị lem, mình sẽ bỏ lên. Rồi đây ra thấy không, xong rồi giờ mình vuốt ra này ha.
À, nói nhiều quá bị hư. Đúng rồi, nói nhiều quá. Đúng rồi. Không nói á thì mọi người cũng hiểu ha. Mà nói nhiều quá thì sẽ bị bê gì á. Rồi bên này vậy. Thấy không? Đó, các bạn thấy không? Rất là dễ ha. Anh Neo bị lù đúng rồi. Bên này vậy. Hai lịch gặp nhau ở Chicago nhé. Ok anh Huy. Ok. À, đúng rồi. Bên Chicago Alex đang cố gắng kiếm một cái trường neo với một cái chỗ dạy á. Thì bạn nào có biết chỗ nào không giới thiệu cho Alex được không? Tại vì rồi Alex cũng tìm được một cái chỗ rồi, nhưng mà cái chỗ đó họ có việc gấp nên họ không có cho cái neo vào, tại vì sợ mùi này kia. À, những bạn nào mà ở bên Chicago á, biết cái trường neo hay là biết cái chỗ nào mà nó cho làm cái show, hay là chỗ cái khu nghỉ Việt Nam mình á mà họ hay cho làm những event á, các bạn có thể giúp Alex được không để Alex tổ chức cái show nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Đó, các bạn thấy không? Rồi xong mình bút ra. Rồi, thấy không? Không dính luôn, rất là chuẩn ha. Coi như là không dính luôn. Rồi. Đẹp giống anh quá. Ok. Ok lên cầu ha. Wow, cái màu ombre đẹp quá ha, cái màu này đẹp quá trời đẹp luôn. Rất là dễ thương ha. Rồi ví dụ như bây giờ mà cái màu đen nó khó quá ha thì mình đắp hai cục. Đó, trong cuộc đời này mình nhớ nha, những cái gì mà nó làm khó mình thì mình đừng có làm cho mình khổ thêm, đúng không? Mình cứ làm thoải mái tự nhiên, miễn sao mà cái bàn tay của mình hay là cái tay nghề mình nó cao rồi đó, hiểu không? Đấy, mình mới phát huy thêm. Nhớ nha, mình đó là những cái gì là chia sẻ. Đó, người ta đi lâu rồi, người ta làm nhanh. Còn mình mới vô nghề nha, mình đừng có thấy người ta đi nhanh, mình đi nhanh quá rồi cuối cùng tay nghề mình chưa giỏi nên cuối cùng là không ra tay nghề luôn. Nên nhớ những gì là chia sẻ. Rồi bên này cũng vậy. Wow, cái bột nó dẻo, mọi người thấy cái bột nó dẻo không? Đó, rất là dẻo. Đắp không bị dính cọ nha. Đó, cái bột bên cái cọ bên Just Nail của mình biết không, nó có cái hay là cái cọ nó rất là mượt, và thứ hai nữa mình đắp bột nó không bị dính nha. Nè, mỏng là mỏng, thấy chưa? Đó, bên này như vậy. Đó, cái bột nó chuẩn á, cái bột màu đẹp, cái bột mà mít chuẩn á là nó không có dính, bị dính da. Còn cái bột mà bị dính da có nghĩa là cái bột nó mít chưa có chuẩn, nên khi các bạn đắp bột á, bột mà dính da là nhiều á, là bột nó chưa có chuẩn, hoặc bột nó đó dù họ dùng gì trời. Rồi bên này cũng vậy nha, anh sẽ bỏ vô. Và bên này cũng vậy. Kéo xong, đủ còn thấy không? Kéo xong vô đủ rồi, chưa ngủ hả Long anh Long? Chưa anh ơi, giờ này tại ngày mai em ngày mai anh lại phải qua bên tiệm nail qua lịch làm rồi nên nó lại không có finish cho mấy cái sample của mình, nên nó lại tranh thủ tại ngày mốt nó lại có lớp rồi nên nó lại tranh thủ làm mấy cái sample nên luôn, thì nó lại làm live cho mọi người xem luôn hả. Ngày xưa lại có tiệm nail lại cũng hay làm về trễ lắm đó, nhưng bữa thì ít nhớ, thì lâu lâu mình mê nail quá. Rồi có loại gì cọ loại gì vậy sư phụ? Cọ này là cọ của Just Nail nha. Đó, cứ mua về làm thử đi. Cái cọ này thì Alex ra cái cọ màu xanh, cứ mua về làm thử đi, các bạn sẽ rất là thích nha. Bên màu anh làm nail không anh ơi? Bên Hungary có làm nail không anh ơi? Hungary là ở đâu chị Hương? Cọ lotion gì vậy sư phụ? Cọ lotion để mai học giúp anh. What shape is that? Oh, this shape they call the egg shape. Ok rồi, cái ngón cái này thường thường thì nó hơi khó làm, thì các bạn không nhất thiết phải làm hai ngón nha. Các bạn làm một ngón hay là các bạn muốn nó lại đắp làm bộ không? Ví dụ như cái màu đen nó khó đúng không? Mình sẽ apply như thế này, mình bỏ lên. Đó, hồi nãy là có apply rồi, thì bây giờ là sẽ apply hai cục cho mọi người xem thử nhờ lại này ha. Bỏ lên, dịu qua đây. Mấy con thấy không? Kéo ra. Bột màu là đừng có kéo ra liền, các bạn thả ra liền là nó chảy tùm lum liền à. Phải đợi cho nó chín đã xong mình mới thả ra nha. Rồi cho nó ở trên nhẹ, đừng có đụng nhào. Cho từ đụng vô cái là nó bị lem liền. Rồi sau đó mình vuốt ra. Và thứ hai nữa là trong cái tiệm mình á, là nhớ nha, cái người kế bên mà họ đang vũa bột á, nhớ nha, đây là một cái mà tại sao nhiều người đắp bột đen lên nó bị hột. Có nghĩa là cái người ngồi kế bên họ vũa bột, bột nó bay vô cái bột đen của mình, rồi nó làm cho bột mình nó bị gì? Bị hột. Hoặc trong cái ly liquid của mình á, bị bụi bay vào thì nó cũng sẽ làm cho bột mình bị bụi nha. Nên các bạn phải lưu ý. Đó, Alex chia sẻ rất là kỹ càng. Rồi tiếp tục là cái ngón tiếp theo. Nước Hưng đó anh Châu Âu, đúng rồi, nước chân Châu Âu hả? Đúng rồi, Châu Âu hình như là họ làm về treo nhiều, họ làm về bên treo nhiều. Alex có mấy người ở bên Châu Âu bạn rất là thân, cũng hay qua bên Cali chơi lắm. Họ chia sẻ là bên kia họ làm treo rất là nhiều.
Rồi, mọi người thấy không? Đó, thấy không? Rất là gọn ha. Đó, mình không nhất thiết và sau đó mình đừng có đụng nhà, mình đợi xí đã. Đó, màu đen là cái màu nó hơi khó làm nha. Tại vì sao? Mình đắp nhanh quá thì nó sẽ chảy ra da. Đó, thì nó rất là dơ. Rồi. Đó, mình sẽ bỏ thêm một xí ở đây nữa là đủ. Nhưng mà nhớ nha, nhớ là các bạn nhớ là khi mà dán bóng á là nhớ là phải dũa cái hút nối nha. Rồi. Cho nó khô xí nha. Bên này như vậy. Thấy không? Xong rồi đó. Thấy không? Rất là dễ ha. Đây cái màu kia nó khô thấy không? Rất là đẹp. Cái màu là bột dạ quang nha mọi người. Nhớ chưa? Hồi nãy là có mở cho mọi người xem đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ linh cọ nha. Linh cọ sạch sẽ. Xong mình chăm sóc cái thanh la bảo kiếm mình chùi. Xong mình bỏ lên. Nhớ nha. Cái lông thiệt của cái cỏ là nó sẽ là màu đen. Các bạn nhớ nha, để phân biệt được cỏ thật hay cỏ giả. Cái cỏ thật á là ở đầu này lông nó đen nhiều, còn cái cỏ mà ở đầu này cái lông nó vàng khè là cái lông nó không phải lông thật nha. Đó là cách để mình phân biệt được. Và thứ hai, mình đừng có rửa acetone nhiều quá. Rồi. Đó là những cái mà là chia sẻ cho mọi người ha. Thì hy vọng các bạn làm, các bạn sẽ đắp két không à, ngưỡng mộ anh quá thấy không? Ô, Alex nói đúng không? Alex rất là có nhiều bạn thì cái gì Alex biết thì Alex nói thôi. Chứ mình không có nổ hình gì. Nhưng mà bây giờ Alex thấy cũng có nhiều người ăn thua, nói chung là đa phần là họ làm ghét. Bên người châu Âu họ rất là giỏi ghét nha các bạn. Họ không có làm bột giống như mình. Tại bột bên mình á, có thể là tùy mỗi cái công việc mỗi nơi nữa. Với thứ hai là tùy theo cái vùng nữa. À, giống như ngày xưa thì họ làm dip nó ra lâu rồi, dip nó ra lâu rồi bắt đầu nó xuống, xong rồi sau này họ ra gel, có nghĩa đắp bột xong rồi sơn không là gel. Nhưng mà hiện tại bột nó đang trở lại, có nghĩa là sao vừa làm dip vừa đắp bột á, thì sau cái lớp tầng lớp sau này what up set Alex nước hưng nói anh hai chiếc Shinso khỏe, chiếc Shinso. Rồi mọi người có giữ máy nha, Alex làm có một bàn tay thôi, nó cũng không có lâu đâu. Mọi người có thể giữ máy xem cách mà Alex chữa xếp này ha. Đó, mình chỉ dũa hai bên nữa là xong, các bạn thấy không? Rất là nhanh, cái xếp này không có bị khách đì, thấy chưa? Đó, chỉ cần bước đầu á, mà các bạn dũa ra được cái xếp rồi á, là khách nó biết mình xếp rồi á, là khách nó biết mình làm đúng rồi, là khách nó không có đì mình nữa. Còn lần đầu mà mình chưa dũa ra được cái xếp á, là khách nó cứ để ý, cứ ngồi nó cứ soi. Đó cũng là một cái mà các bạn phải hiểu tâm lý của khách nha. Có nghĩa là mình làm một ngón xong mình hỏi, do you like this shape? Thấy không? Mình hỏi xong rồi mình mới dũa. Chứ không phải là mình ngồi mình dũa xong rồi mình mới hỏi. Thì chập nữa lỡ mày nó không thích cái là phải ngồi dũa lại 5 ngón nữa nha. Các bạn phải lưu ý. Đó. Bên này như vậy. Đó thì tuần tới thì Alex có lớp ở Westminster đó. Cái lớp Westminster là lớp cơ bản 5 ngày. Đó thì lớp đã full rồi. Đó thì Alex nếu mà Alex có chèn thì Alex chèn có thêm được 1-2 người nữa thôi. À, cho các bạn thôi. Đó, thì cái lớp này lớp phai vẹt rất là đặc biệt cho 5 ngày cho những bạn cơ bản. Thì những bạn nào mà ở Cali, Westminster hay là những ở Tây Ban Sa có thể học cái lớp này nha. Rồi tuần và 2 tuần sau nữa là Alex sẽ có lớp ở bên San Jose. Đó, lớp San Jose thì những bạn nào mà đã ở San Jose thì có thể đăng ký ha. Cái lớp San Jose có rất là đông, nhưng mà cái lớp này thì Alex có mời một bạn rất là giỏi sang fan. Đó, thì bạn có tham gia cái lớp này. Thì những bạn nào mà muốn học về ombre, học về cái xếp này kia thì có thể đăng ký cái lớp ha. Đó. Nói chung là trong cái lớp thì Alex chủ động là dạy về cái cơ bản nhiều. Và thứ hai nữa là về xếp, về đồ, về ombre, về marble. Còn về mấy cái design này kia thì Alex cũng có dạy, có nghĩa là dip, ombre, gel, marble, liquid gel, cái gì cũng có học hết. Đó. Thì những bạn nào mà chưa đăng ký có thể đăng ký ha. Có lớp nâng cao, có lớp nâng cao hả? Lớp ở nâng cao thì tháng 10 nha, tháng 10 ngày mấy quên rồi. À là có Fort Foster tên đó ở Cali tháng 10. Đó. Còn bạn nào mà cảm thấy mà nail mình chưa được giỏi xếp mình dũa, có nghĩa là mình đã làm bột rồi á mà mình cảm giác là mình chưa làm được thì mình có thể đăng ký cái lớp cơ bản này. Đó. Thì nó cũng rất là hay, tại vì nó cái lớp cơ bản này đó thì Alex sẽ dạy về xếp nhiều, về đắp một cục bột, rồi về làm ombre, rồi về cutting and white và làm marble thôi. Đó, chỉ học trong những cái đó trong 5 ngày thôi. Đó. Sẽ làm tập trung về cái đó chuyên môn hơn. Đó thì sẽ nó có cái time nhiều hơn cho học sinh ha. Lớp nâng cao học về cái gì hả? Lớp nâng cao hả? Lớp nâng cao là học về hết tất cả. À, giờ nghe là kể coi như nó ra quá trời luôn.
hoặc về sếp, về ombre, về gel, về dip, về marble. Cái lớp cơ bản cũng có học dip nha. Về marble, về liquid gel ombre, rồi về marble, rồi design da rắn, rồi bông 3D ảnh, bông 3D lạnh, rồi những cái custom nail design bằng vân đá, nó đủ thứ hết, rồi dán phôi, rồi đắp bông, dán bông lên, đủ thứ hết. Nói chung là những cái gì mà các bạn làm trong tiệm mà đều học hết trong cái lớp nâng cao. À, tại lớp nâng cao con cái là dạy nó sẽ nhanh hơn, tại vì họ đã đắp bột rồi, họ chỉ cần nhìn sơ qua thôi là họ biết làm rồi. Đó. Thanh Kiều lưu ý nha, bên này bây giờ mà anh vẫn còn làm vậy anh hả Liên hả? Bên anh hả, bên anh giờ này có mới có 10 giờ thôi em, mới có 10 giờ túi thôi. Đó. Rồi thấy không, vậy là xong rồi. Alex sẽ bỏ đi lên, Alex sẽ bỏ cái dũa lên, thấy không? Alex chia sẻ rất là rõ ràng nha. Đó, rồi bây giờ xong Alex sẽ lấy cái đồ dũa ra. Đó thì hồi nãy Alex có nói rồi đó, thì mình xài tùy theo những cái bộ đồ dũa mình thích. Đó thì Alex có chơi, thấy không? Đây là bộ đồ dũa silver, nó có đủ ngòi đủ chì hết. Đó, mình thích thì mình chơi cái đồ dũa này. Đó, đây là cái bộ đồ dũa này. Đó, còn không nữa thì Alex sẽ có một cái bộ khác, bây giờ là sẽ bỏ ở đây nha. Đó, bạn nào thích go thì Alex có cái go. Đó, đây là dũa fine one go. Đó, phá bột đủ thứ hết. Rồi bên này cũng vậy luôn. Tại vì bây giờ bên Alex là nail supply, nó vừa là công ty vừa nail supply nữa, nên nó có rất là nhiều cái đồ chơi. Đó, nó nhiều cái sự lựa chọn nên các bạn lựa thoải mái. Nó có đủ size luôn, thấy không? Đó, rồi bạn nào, bạn gái, phụ nữ nào ví dụ đã làm bột rồi đúng không, mà thích mà đẹp hơn nữa thì có thể dùng bộ này. Đó, bộ này là bộ rose gold, đặc biệt dành cho những bạn nào mà thích màu hả. Thì máy dũa, bên máy dũa vậy, máy dũa thì nó có đủ loại luôn rồi, thấy không? Thao lựa chọn ha. Sáng mai coi tiếp về Ray này. Ok Tuyết Mai ha, ngủ đi ngày mai trời lại sáng rồi. Bây giờ Alex sẽ dùng cái máy Unicorn này ha. Alex sẽ dũa cuticle. À, mình sẽ bật lên. Máy bên công ty có bán luôn nha, đủ máy hết. Alex có tới 6-7 cái thương hiệu khác nhau lắm. Các bạn tha hồ lựa chọn. Một set đồ dũa bao nhiêu hả? Cái set đồ dũa hả? Tuấn có thể inbox riêng cho Alex nha. Mỗi set cái giá nó khác nhau. À, nó khá khác nhau. Không, cái thấy không? Mình chạy vô cuticle. Đó, nhẹ thôi. Thường thường á, bột màu đen á, các bạn không cần phải dũa nhiều, các bạn dũa ít thôi. Các bạn dũa nhiều quá thì nó sẽ bị chém bột nha. Đó, ai mà đã làm màu đen rồi là đúng không? Ai là chia sẻ đúng không? Ai mà đã làm màu đen nhiều là biết đúng không? Đừng có dũa nhiều quá nó bị mất bột. Rồi ha, thấy không? Ra tròn rồi, bên này cũng vậy. Nhẹ nhàng. Bên này cũng vậy. Sao không nghe tiếng hả? Nghe tiếng mà. Nghe tiếng không? Duy nghe tiếng không Duy? Nghe tiếng không? Nãy giờ nghe tiếng mà. Đầu đó là gọi là gì? Ruby hả? À, đầu dũa này gọi là fine của anh em. Cái dũa này mới ra, cái dũa này nó xài vừa xài cho tay trái và tay phải luôn. Có nghĩa là các bạn vừa, bạn nào vừa làm tay trái tay phải. Những bạn nào mà là đi mua đầu dũa làm tay trái nha, nên nhớ khi nào mình cũng phải hỏi là cái dũa này có xài tay trái được không? Nhiều bạn mua về dũa không có được nha, nhớ. Nhưng mà cái dũa này xài cho hai bên, có nghĩa là cái người làm tay trái làm cũng được mà người làm tay phải xài cũng được nha. Nó đủ bộ hết, phá bột rất là nhanh, chém một phát là đứt đấy, các bạn nhớ nha. Và cái thứ hai nữa là mình dũa rất là good. Rồi, nó có nguyên một bộ luôn. Đó, nó có đủ size hết. Rồi ai thì thích silver thì chơi cái thằng này. Đó, thích silver ra là có silver luôn, đủ màu cho lựa chọn. Rồi vậy đi thôi, chập nữa thì bạn nào á biết không, thường thường Alex làm xong rồi á mà Alex làm khác ai á, Alex không cần thì Alex đắp láng, Alex chỉ bóc phờ thôi. À, đây là cái trick mà Alex làm khi Alex làm mấy cái bột màu nha. Alex làm mỏng lắm. À, nó chỉ bóc phờ rồi ta này, đúng không? Rồi đó, chập nữa sẽ có này, còn thấy không, này thấy không, đâu cần dũa đâu, mình đắp vậy dũa gì nữa. Đó. Thấy không? Alex làm không có dài dòng ha, nói chung là mình làm được từ là mình sẽ quen nè. Nhưng mà nhớ nha, không phải thấy Alex làm nhanh vậy cũng làm ẩu những bạn mới vô nghề nha. Từ từ mình thích ha mình làm.
màu đen thì mình nhìn sẽ nhiều. À, không khéo tay, không khéo tay cũng đăng ký được. Học thì nói chung là tùy theo cái khả năng của bạn tiếp thu. À, ví dụ như khi mình dạy á, ví dụ mình phải, ví dụ như mình phải, ví dụ như có nhiều mỗi người thì cái cách mà họ tiếp thu khác nhau thì lại phải, ví dụ giống như phải, ví dụ như có người thì mình nói cái này không hiểu, nhưng mà mình phải nói cái về cái cách, ví dụ về cái cách cũng là một cái suy nghĩ đó, nhưng mà nó về một cái biểu diễn khác thì làm cho làm sao để cho một cái người học họ sẽ hiểu. Và khi các bạn học cái lớp ballet á, đa phần là ai cũng sẽ hiểu hết. Tại vì sao? Tại vì là có những cái lý thuyết rất là rõ ràng đó. Rồi các bạn thấy không? Rồi vậy là xong. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái này. À đẹp không? Đẹp cái này nha. Rồi sau khi mình làm xong rồi mình sẽ phủi bụi nha. Nhớ này, những bạn nào ở Việt Nam á mà đã xài cái thế này là thấy hôm nay rất là thành nên nhớ lại coi cái này nha. Trang neo nhớ coi nha. À, ngày mai làm giùm mình cho anh bộ nha. Bên này cũng vậy. Rồi Alex sẽ chuẩn bị nguyên một bộ cast iron như thế này nha, bên của công ty Just Nail. Đó, nó đang có một cái good offer là 12 màu có 150 thôi đó. Thường thường đó rất là cao, nhưng mà hôm nay có cái offer rất là good. Bạn nào mà chưa có nhanh tay lên ha. Thì Alex sẽ chọn ra những cái màu để cho các bạn coi nha. Rồi Alex hướng dẫn chuẩn bị là một cái chai như thế này để mình chống lên. Mình chỉ để một cái tay để mình chống lên. Rồi cái thứ hai nữa là mình chỉ cần một hai cái cây này. Cái cây này mình sẽ bỏ đây nha. Thường thường á là các bạn mua bên Alex á thì Alex sẽ tặng cho các bạn. Nhớ này, cái cục châm châm này nó có hai mặt. Cái này Alex nói rất là rõ ràng, nhiều bạn mua về làm không có ra, rồi cứ nghĩ là cái người bán họ lừa mình. Nhưng mà mình phải làm đúng cách nha. Cái cục châm châm nó có âm, nó có dương. Nên nhớ khi mình làm mình phải làm cái dấu. Có nghĩa là mình phải ngồi mình làm trước đã, rồi mình nhớ cách làm đó, sau đó rồi mình mới làm trên tay khách. Còn nếu mà mình không làm dấu á là biết sao, sẽ bị bể dĩa. À, mà khi bể dĩa cái là người khách nó tưởng mình lừa nó. Nhớ nha. Alex sẽ phân tích rất là rõ. Rồi ví dụ như cái này đi, ví dụ cái cục châm châm này đi ha. Thì ở bên này Alex sẽ ghi có cái vết màu đen rồi. Alex sẽ có một cái vết lông như thế này ha. Mình sẽ đánh lên. Mình để cái này là out đi. Out. Out là gì? Out là ngoài nha. Đó, ghi lộn rồi, ghi o ở trong ghi lộn rồi. Rồi o u t. Out nha, out là tiếng dịch là ngoài á. Xong mình sẽ lấy cái cục cái này mình bỏ lên. Mình bỏ lên, mình bỏ treo lên để cho nó khỏi bị chóc. Nhớ chưa? Mình để mình nhớ. Rồi các bạn để là xí nha. Em coi mãi mai đó đổ kem, mai đó 12 chai 180 đúng rồi. Thường thường nó là 180 lắm, nhưng mà đang có cái on sale là có 150 thôi. Được tặng một cái sample và được tặng hai cục châm châm design. À, lên mạng order liền nha. À, đang có cái offer đó là rất theo. Alex làm cái treo xong thấy chưa. À, nó khô thấy chưa. À, để mình làm dấu. Và cái thứ hai nữa là mình cũng để cái này là, cái này là out luôn. Out là ở dưới này ha, in là trên nha. Ví dụ như là up and down thì ví dụ mình làm dấu lên cái nữa, mình nhớ nha. Mình phải làm dấu thôi, mình không có nhớ. Rồi mình bỏ treo lên nữa. Cái này là mấy hôm nay Alex thấy có nhiều người làm không có ra. À, nhưng mà họ làm, nhưng mà mình không, có thể là nhiều, có thể là khi mình mua nhưng mà mình không có để ý cái cách làm, nên khi mình game mua vậy mình làm không ra. Vui không mọi người? What you say about the oh, this one are talking about the design, because a lot of people when they buy this the cast iron CD and when they go home and they want to do this design, you see. When you move the hand like this, you can see the design this one, you see? This one too. But sometimes they don't forget the step, and that's why the design don't come out. So right now I show them how to do how to mark the side right here. Remember when you do it, you have to do the right one. If you don't do the right one, so the design not come out. So you have to mark like this, you see? And now I take off the design right here. Bây giờ mình sẽ gỡ cái ra nha. À, mình sẽ gỡ cái ra. À, gửi ra nha, nhớ chưa? Nhớ chưa? Âm dương nha. Âm dương, nhớ chưa? Rồi, cái này cũng âm dương này. Ví dụ này ha, nó hít chưa thấy chưa? Nó hít chưa thấy chưa? Nhưng mà mình để vậy nó không có hít này, các bạn thấy không? Nó không có hít này. Thấy không? Nó không có hít. Thấy không? Lịch bỏ vô nó không có hít này. Nhưng mà lịch bỏ ngược lại cho nhớ này. Các bạn thấy không? Nhưng mà lịch bỏ ao này ha, nó hít vô. Thấy chưa? Bỏ âm nó không hít này, thấy chưa? Âm nó ngược lại thấy chưa? Nó bị ngược lại này. Đó, nên mình nhớ mình phải làm cho giống nữa, thấy không? Nó bị hít lại. Nhớ chưa? Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ bỏ cái chai lên đây. Vui không mọi người?
bán thêm nhà lệch đi. Cái tỉnh thuế đúng không ngã lệch, bạn trong Cali tỉnh thuế đúng không? Đúng rồi, ở trong Cali là các bạn sẽ bị đóng thuế nha. Có nghĩa là ở Cali các bạn đóng thuế 10% nha, mà 8% mấy là quên rồi. Còn nếu mà các bạn Dreamcast á thì mình sẽ chịu, nếu mà các bạn Dreamcast á mình sẽ chịu cái thuế cho các bạn, có nghĩa là mình sẽ chịu cái thuế nha. Rồi bây giờ các bạn nhớ, các bạn coi lịch làm này, các bạn sẽ bỏ ở đây, có kết nối. Rồi bây giờ sẽ bỏ vào ha. Cái màu bên này á thì Alex sẽ màu đen này ha. Đây là cái dạng quang này. Rồi các bạn nhớ bấm share, bấm like nha lịch nha. Cái màu không qua lịch á, khi mà các bạn sơn một màu á, các bạn để ý nha, khi mình sơn một màu á thì nó sẽ thành không nha. Đó, thành không. Đó, đến như vậy là thành không. Thấy không? Rồi thành không đấy chưa? Đó, như vậy là thành không. Rồi, bây giờ nhớ này ha. Mình Alex sẽ sâu ở ngoài nó rõ lắm, mà sâu trên nó. Các bạn thấy không, nó rõ lắm, ở ngoài nó rõ lắm, nhưng tại lịch để xa á. Mình bỏ cái camera vào đây nè. Rồi bây giờ mình nhớ này ha, ao là mình sẽ dùng cái cục này ha, mình sử dụng cái cục này. Mình để bên này trong này trước, mình để bên này trước nha, mình để lên quan này ha, các bạn thấy không, qua một bên. Sau đó mình dùng cái ao bên này, nhớ nha, mình phải làm dấu để mình nhớ ao. Thấy không, mình để qua một bên. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái thằng bên này nha, nhớ này, mình để ra ngoài bên này, mình để xuống, nhưng mà nhớ là đừng có để dọc như này, mình để nghiêng xíu đây này ha, có nghĩa là để thẳng thấy không, nhưng mà mình nghiêng như thế này, nếu mình để như vậy là nó sẽ hút hết nha, nhớ chưa. Còn cái này á là mình sẽ để sao, cái ngón này là mình không được để dày, mà mình để kiểu dày, nhớ chưa, để kiểu dày. Còn nhìn này nha, vui không, bắt đầu bỏ vô 1, 2, 3 bỏ vô. Thấy chưa, các bạn thấy chưa? Rồi, xong. Là cái ai? Thấy chưa? Bỏ vô đèn. Rất là đẹp nha, rất là đẹp. Đó, xong, bỏ vô đèn. Nhớ chưa? Nhớ là chia sẻ chưa? Nhớ phải làm đúng cách. Nhớ là cái này phải để ra ngoài này, không để ngược chiều. Để ngược chiều nó không có ra. Nhớ chưa? Bây giờ là sẽ làm lại này. Bước đầu tiên á là mình sẽ để ngang này, nhìn nha. Bước đầu tiên Alex sẽ ghi cái số này, các bạn nhớ này, ghi lại nhớ cái số để làm theo này. Rất là rõ ràng. Ok. One là mình sẽ đi ngang trước nha, nhớ này, đây. Mình sẽ đi ngang trước. Đây. Alex sẽ ghi ra nha. 1, nhớ nha, 1 bên này. 1 bên này, 2 có bên này. Bắt đầu 3 là trên này, 3 nha. And 4, nhớ chưa? Mình ghi ra nha, mình ghi ra này ha. Lần đầu tiên mình sẽ để như vậy trước, nhớ chưa, để ngang trước. Xong rồi mình qua bên 2, các bạn chụp hình lại nha, 2. Xong rồi các bạn để dọc này, nhớ coi này này, nhớ này là cái mặt đi lên như vậy này, nhưng mà nhớ đừng có để thẳng, mà mình để nghiêng vậy nè, để nghiêng vậy. Mình để xuống ngay chỗ cái cuticle của mình thôi, để ngay này thấy không, tới cái cuticle mình thôi, là đừng ở đây này, đúng ngay cuticle thôi. Đó là 3, nhớ chưa. Và cái cục này là gì, là 4. Đẩy vô, ví dụ cái móng này không, đẩy vô đúng đây này. Rồi để vô hết cho vậy. Nhớ chưa? Rồi, Alex chia sẻ rất là kỹ nha. Bạn nào mà mua về không làm giống thì không có ra, cái này là không phải lỗi của mình nha. Mình nói rất là rõ trên live nha, cái này là mình phải nghiên cứu gần mấy ngày nó mới ra. Đó, mình nói ủa sao mình mua về sao làm nó không ra ta? Đó. Đây, mình làm mình nói chung là mình cũng ngồi mình mò hết cơm hết gạo nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ làm lại thêm một lần nha. Rồi. Vui không? Rồi bây giờ Alex sẽ làm lại nha. Khi mà khô rồi các bạn thấy không, nó đẹp lắm. Mình sẽ bỏ một cái gel thử nha. Cái khác ai của Alex nó rất là bóng nha, nó bóng ơi là bóng, bóng giống như Alex vậy đó. Tại vì ngày xưa Alex cũng đi bán xà bông nha, bỏ gel lên à, quá đẹp. Rồi à, bỏ gel lên rồi thấy không, đó khi mình chơi lên nó ra đủ màu nha. Bỏ cái này mà lại coi khỏe không chị Kim, anh nội chi tiết hay quá đúng không. Rồi bây giờ Alex sẽ làm lại rất là rõ ràng. Lại tiếp tục, bây giờ là Alex sẽ dùng một cái màu đen color gel. Nếu mà khách vô đúng không, khách vô nó làm bột thường mà nó sân silac, thì mình sẽ làm cho nó một ngón tay luôn. Có nghĩa là làm mấy ngón kia whatever sân silac. Cho Alex mượn đi. Cho Alex mượn cái này này. Cái này là dạ quang, mọi người thấy không, dạ quang nha, đẹp lắm. Dạ quang nha.
Đây là tắt đèn người. Thấy không? Dạ quang thấy trời sáng không? Đó, chập cho mình để mình tắt đèn thử cái này nó ra sao. Rồi, tiếp tục nha. Vui không mọi người? Vui không? Nửa đêm là Alex có phá mọi người không ha? À, tại vì ngày mai Alex rồi, bây giờ Alex sẽ sơn màu đen lên nha. À, màu đen bên Chanel là các bạn xài các bạn rất là thích. Các bạn để đâu nó nằm đó và nó không có bị rút nha. Đó, Alex sẽ sơn sát vô. À, biết nửa đêm có thấy đường không nữa. Rồi. Rồi, bên này cũng vậy. Sơn sát lên ha. Các bạn không nhất thiết phải sơn cao lên quá, vừa thôi được rồi. Rồi, thấy không? Các bạn nhớ chụp cái lại cái bài viết của Alex chia sẻ nha, nhớ nha, chụp lại cái bài viết của Alex. Rồi bên này cũng vậy, mình sơn sát lên luôn. Các bạn làm cái này cũng hay nên các bạn có thể dùng cái khom á, các bạn bỏ khách ai thử nó đẹp không? Có nghĩa là các bạn đánh cái khom Galaxy đúng không? Các bạn đánh cái khom Galaxy xong các bạn dùng khách ai Alex nghĩ nó sẽ ra rainbow nhiều màu. Theo Alex suy nghĩ là vậy. Có nghĩa là mình làm xong rồi đúng không? Rồi mình bỏ. Có nghĩa mình làm xong rồi á, có thể là mình làm thêm một lớp đúng không? Rồi mình sơn lại thêm một lần nữa. Mình lấy màu khác, mình sơn lại thêm một lần nữa thì mình bỏ cái này này. Mình bỏ cái này thì vô trong này một xí nữa thì nó sẽ ra thành một cái màu thứ hai ở trong này. Các bạn hiểu Alex nói không? Có nghĩa là ra một lớp đúng không? Bây giờ ra màu này xong mình bỏ cái màu thứ hai lên của một cái nước sơn khác. Mình sơn lên đúng không? Rồi sau đó mình dùng thêm một lần nữa thì nó ra được 3-4 màu, nhớ chưa? Bỏ đèn này mà lại. Rút hả? Rút hả? Em lấy cái lắc của nó chắc sao bị rộp đi. Bị rộp là gì? Bị rộp là gì chị? Cho Alex coi thử nha, bị rộp là này cái treo mà ngày xưa Alex ra có một lần Alex ra là nó bị nhưng mà Alex đổi lại rồi. Nếu mà chị mua dòng cái ngày xưa chị có thể gửi lại cho Alex nha, Alex sẽ đổi cái chai mới cho chị. Đó, thì bên Chanel có cái hay là các bạn mua ví dụ mà bị gì á, xâm tham ví dụ mình có 100 cái phao đất, bây giờ công ty mình là có tới gần 200 cái đầm lắm, có nghĩa là 200 cái sản phẩm lắm, nên 10 cái sẽ có một cái nó bị hết còn, thì những cái đó chị có thể gọi về công ty nói Alex ơi cái này nó bị, Alex sẽ cho đổi cái mới ha. Rồi, mắt mèo cũng làm được à, anh ơi mắt mèo cũng làm được hả? À? Được rồi, đúng rồi, làm được. Cái này là CD nha, nó vừa đánh khom. Ví dụ như mình vừa làm khom làm đồ luôn. Alex cho làm cái cho chị coi thử nha. Ây dạ dây. Để Alex sơn cái này cho nó khô xí cho mọi người, cho màu đen nó khô xí đã. Để Alex làm cái design khác thì coi. Các bạn đợi xí cho màu đen khô nha, tại Alex câu thời gian nó cho nó khô á. Nè, mấy ông một lớp thôi, cái màu đen này cho một lớp thôi, nó không có rút. Đó, rồi, bỏ cái này cho em chị. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại nha. Mình sẽ quay lại cái bài viết 1, 2, 3, 4 nha. Nhớ chưa? 1, 2, 3, 4. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái màu cái màu này là màu màu xanh. Mình sẽ dùng cái màu này đi. Nhớ, khi mà các bạn làm design á, cái ngón giữa khi nào cũng phải làm những cái màu nổi nhất thì nó sẽ làm cho cái nail mình nó đẹp thêm nha. Đó là cái cách mình phối màu ngón giữa hoặc ngón này trong hai ngón này. À, đừng bao giờ làm ngón cái với ngón út. À, các bạn nhớ những cái gì mà Alex chia sẻ. Rồi để Alex tìm cái màu màu kia, màu là màu unicorn, màu nó chảy rồi ta. Ở đây là nó đây này. Đây màu này màu holo rồi nha. Màu này là màu holo, các bạn thấy không? Sơn một lớp thôi. Rồi bây giờ mình sơn lên nha. Wow, đẹp quá. Rồi đẩy vô, sát vô nha. Nhớ nha, mình sơn màu đen chỉ cần sơn lớp thôi, không cần phải sơn nhiều lớp nha. Sơn một lớp thôi được rồi, không cần phải sơn nhiều lớp. Alex lúc nào cũng phải sơn màu đen trước hả? Không, có thể đắp bột màu đen, đúng rồi, phải sơn màu đen trước thì nó mới nổi lên. Có thể làm màu cũng được, làm màu lạt cũng được, Alex nghĩ làm màu lạt cũng đẹp á, nên thử đi. Alex chưa bao giờ thử màu lạt nha, bây giờ mình thử nha, out này ha. Out này, mình làm bên này trước này, out, ví dụ 1, 2, làm bên nào trước cũng được hết á, 1, 2, nhớ chưa? 1, 2 làm bên nào trước được. 1. Thấy không? 2. Bây giờ lại quay sát lên này. Để em lại bật cái đèn lên đó. Đâu rồi cái đèn đâu rồi? À, để mình bật đèn nè, để mình cho sát. Các bạn coi sát. Các bạn thấy không? Coi sát nó sẽ rõ hơn nè. Xong 2 này ha. Rồi. Thấy không? Nó ra một bên này. Xong bắt đầu mình bỏ xuống. Mình bỏ xuống ha. Rồi sau đó mình để lên này ha. Mình để cái cây lên. Nhớ nha, cái cây nằm ở ngoài nha, nằm ngược như thế này. Xong rồi chị bỏ nó, tập trung gì. Rồi, bây giờ mình tiếp tục mình bỏ cái cây vô nha, nhớ này. Đừng có để thẳng nha, để nghiêng như thầy nha, để nghiêng một xí. Có nghĩa là để au ở ngoài nhưng mà phải nghiêng ra ngoài xí nha.
Xong mình để vô. Wow, cái này đẹp quá. Wow, đẹp quá, cái này đẹp quá, đẹp luôn. Wow, cái này đẹp quá này. Ê. Cái này nãy là Alex ở dưới, Alex đẩy cái tay hơi lên cao nha. Đó, cái này là xám bể dĩa chứ không phải là bể dĩa này, để cái tay như thế này. Đây là cho coi nè. Đó, nó ra màu khác không? Nó ra màu khác. Cái đèn nữa. Rồi, ví dụ như đây là một cái trường hợp đặc biệt đi. Mà mình làm mà mình bị mất sắp đúng không? Mình làm mà ví dụ như bị bể dĩa. Đó, mình sẽ sơn lại nha. Ví dụ sometime mình lỡ cái tay mạnh quá mình sơn lại. Rồi mình làm lại tiếp tục. Các bạn thấy không? Đó, mình bỏ lộn bên thôi là nó sẽ ra kiểu khác đấy chưa? Còn thấy không? Mình bỏ lộn bên nó ra kiểu khác này. Thấy không? Nhớ là phải dùng một bên này nha, đánh dấu này nữa. Nãy làm đánh dấu bên này một cái nữa. Ví dụ cái bên này nè, cái mặt bên này nè. Bên này âm, bên này dương nha, nhớ nha. Đó là mình phải đánh bên này nè. Đó, bên này mình làm dấu luôn. Đó, thấy không? Đó, mình mới phát hiện ra bên này nữa. Mình chỉ là hai bên thôi. Rồi mình làm dấu cái này luôn, bỏ cái đèn. Được chưa? Rồi xong rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ sơn lại thêm một lần nha. Xong mình có lấy lộn chai hoài vậy ta. Mấy cái này. Đâu rồi, cái thằng này. Rồi cho Alex làm lại nha. Baby one more time nha. Đó. Nói chung là trong cuộc đời này không có ai hoàn hảo hết, nhưng mà mỗi bước đi là mỗi kinh nghiệm ha. Mất sắp thì làm lại không có gì hết. Đó, khi nào mà đi ra ngoài đời mà ví dụ như mà thất bại quá, về nhà mẹ ơi con muốn ôm mẹ vậy thôi. Đó, mẹ là người cái nào cũng ở nhà chờ mình hết. Rồi tiếp tục. Bây giờ nhớ nha, là nằm bên này nha, nhớ này ha, chứ không phải bên này nha. Bây giờ tiếp tục bỏ vô. Đó, thấy vậy con thấy không? Đi đúng hướng thì nó sẽ ra này. Đó, bên này cũng vậy. Bên này cũng vậy. Rồi, xong tới giờ nó ra này ha. À lại sẽ lắc tay cho con thấy không? Nó ra thấy chưa? Rồi, sau đó mình mới dùng mặt trên. Mặt trên. Nhớ là phải mình phải nhớ là cái thằng này nằm ở dưới đó nha, phải cẩn thận đó nha. Đó, thôi là lộn nha. Rồi bên này nhớ này, cục dưới này nha, bỏ vô. Rồi lộn rồi sao? Lộn. Nghĩ lộn này kìa. Rồi. Tay nãy mập ra mà đây. Lộn. Nghĩ lộn này. Sơn lại. Mọi người để Alex xí nha, Alex bỏ lộn bên này, lộn bên này. Cái thằng bên này á là nó ngược lại trên này. Nhớ chưa? Nó nằm trên này, nó nằm ví dụ cái thằng này nó đi vô vậy đúng không? Nó đi vô vậy, nhưng mà cái thằng kia nó sẽ nằm bên kia nha. Lộn bên rồi. Ví dụ cái thằng nằm trên đó coi, đây là đợi chứ con đợi Alex xí này. Đó, cái thằng này mới đúng này. Thấy không? Cái thằng mới đúng hướng này. Có nghĩa là cái nằm ở trên này nha, nhớ nha, các bạn thấy nó ra không? Nè. Thấy không? Nó ra thấy chưa? Đó, nãy là làm lộn rồi đó. Rồi sorry mọi người nha, nói chung là mình mới phát hiện thêm cái nữa. Đó là mình phải làm cái thằng ở trên đó, nhớ nha. Các bạn phải đánh dấu các bạn mới nhớ được. Đó, chờ ra này, đó ra này. À, rồi giờ mới ra này. Thấy không? Giờ mới ra thấy chưa? Đó, đúng rồi. Con thấy không? Y chang luôn. Rồi xong bỏ này giùm em chị. Lộn nữa lên. Bé để chị. Đúng rồi, lộn nữa rồi. Rồi giờ đúng rồi thấy chưa? Hả? Nhớ nha, các bạn phải nhớ nha, phải đánh dấu vô đây mới nhớ được. Hả? Còn không đánh dấu là biết nha. I wish you know what you're saying. Oh, I say it wrong already and because this one the new technique design. If you don't remember the step, you know it easy to get wrong. So that's why. Ok, rồi bây giờ là Alex nhớ rồi đó. Bây giờ Alex sẽ làm rất là nhanh này ha. Nãy là hai cái bể dĩa rồi nha. Bể dĩa. Rồi bây giờ là vô rất là nhanh này. Đó. Vui đúng không? Vui không mọi người? Rồi, tiếp tục nha. Cái này này nhớ này, vô trong này này. 1 2 thấy không? Rồi bây giờ nằm trên này ha. Cái này nằm trên nha, nhớ chưa? Nằm trên. Nó nằm trên nha. Đó, mới bể dĩa rồi đó. Rồi. Đó, ra rất là nhanh. Rồi, thấy không?
Đó, ra rồi đó, thấy không, ra rồi đó. Đó, xong rồi. Tiếp tục bỏ đề giùm em chị. Mời đây con giảm không anh? Mua mấy giờ này, mua mấy giờ còn giảm không em? Còn em, ngày mai nó còn giảm nha. Là một bộ này là tới 22 màu 108, nhưng bây giờ còn có 150 thôi. Được tặng hai cái sample này nè ha, được tặng hai trung tâm lắm. Được tặng hai cây này nè ha, nhớ chưa? Được tặng hai cây này. Mọi người về nhớ cho Alex là về đánh cái dấu nha. Nhớ là Alex không biết là âm với dương ấy. Ví dụ như âm là hít nhau hay dương hít nhau là cũng biết nữa. Mình về mình ngồi mình đánh dấu như thế này nha, để mình nhớ. Rồi, bây giờ Alex làm rất là nhanh này, tiếp tục cho em mượn chị. Tiếp tục màu này. Đó, bây giờ là mình đã có cái dấu rồi đó, mình nhớ rồi. Để cái nào Alex ngồi rảnh Alex mà viết ra cái bài mà du âm dương nghĩa để là chờ phân tích cho mọi người hiểu. Rồi, tiếp tục, thấy không? Bây giờ mình có dấu đúng không? Mình đẩy vô. Thấy không? Lẹ không? Có dấu đẩy vô thôi. Rồi, xong. Thấy không? Rồi tiếp tục cái thằng nằm ở trên. Thằng nằm dưới. Đó, giờ mình làm ào ào luôn, làm là la giống như một nốt nhạc luôn. Rồi, ra. Thấy chưa? Ra rồi, thấy chưa? Đó, ra rồi. Lẹ không? Đó, rất là xong. Bỏ đèn. À, nói chung là này cũng nhanh tay lẹ mắt lắm. À, nói chung là rất là nhanh tay lẹ mắt. Rồi tiếp tục. Xong rồi mình sẽ qua thằng kia. À, bây giờ lên tay nghề đó, đúng rồi, hồi nãy là mình chưa lên tay nghề. Bây giờ là mình lên tay nghề rồi đúng không? À, mình làm lên tay nghề rồi. Rồi bên này cũng vậy. À, bên này cũng vậy, lên tay nghề rồi. Nhớ chưa? Mình sơn vậy á là nó thành khom nha. Rồi. Mua bây giờ được không hả? Bây giờ inbox lên online nha. Bây giờ lên chasnail.com là mình vô website này. Bấm chasnail.com lên order liền đi chị ơi. Rồi bây giờ nha, tiếp tục. CD này đi chung. Giống trên 150 lực free shipping rồi. Này nhớ nha, cục bên này nè đẩy vô. One. Rồi, bên này một cái nữa, đẹp quá. Các bạn làm gì cũng đẹp này, các bạn không nhất thiết này, các bạn làm cái design này cũng đẹp thấy không? Các bạn làm này cũng đẹp này, các bạn không nhất thiết phải làm bằng cái design bằng cái kia. Đó. Wow, đẹp quá, thấy không? Này. Chị này làm gì cũng đẹp cho chị này, chị thấy không? Wow, quá đẹp luôn, thấy chưa? Đó, quá đẹp luôn, mình làm gì cũng được nữa, mình không nhất thiết phải làm theo cái design kia. Tại cái kia là cái mới ra, tại nó mới ra thôi nên nó rất là thịnh hành. Rồi bây giờ cục trên này nha, nhớ chưa? Cục trên này xong rồi bỏ cái chấm nữa là xong. Đó. Rồi xong. Rồi bỏ đèn. À, thấy không? Rất là nhanh. Rồi xong bỏ đèn cho mình. Rồi bỏ đèn đi. Một set mua 1-2 set có giảm không? À, một bộ bao nhiêu hả? Có, một bộ một set giảm 150 ra anh mua 2 set là anh giảm được 60 đồng rồi. Được tặng cái này cái kia rồi, đúng không? Rồi bây giờ Alex sẽ làm thử một cái bộ, làm thử cái thằng kia thử nha. Alex có mới ra cái này cũng đẹp này, Alex sử dụng mấy bữa Alex hay làm cái set kia á.